An Lập Tinh Tấn Ba La Mật, Bồ Tát dạy chúng sinh rằng, ngươi chớ giải đãi, nếu tinh tấn, thời các công đức lành đều được dễ dàng. Nếu giải đãi, thời thấy cây có lửa, còn không gây lên được, huống chi việc khác. Vì vậy, khuyên phải tinh tấn. Nếu người theo phương tiện tinh tấn, thời không nguyện gì không thành. Phàm được pháp thủ thắng gì, chẳng phải không nhân duyên, mà đều do tinh tấn phát sanh. Tinh tấn có hai, một, hai chứa nhóm, phát sanh các thiện pháp, hai, hai trừ các ác pháp. Lại có ba tướng, một muốn làm, hai tinh tấn làm, ba không ngưng nghỉ. Lại có bốn tướng, ác đã sanh, tinh tấn diệt trừ, ác chưa sanh, tinh tấn không cho sanh, thiện chưa sanh, tinh tấn làm cho phát sanh, thiện đã sanh, tinh tấn làm cho tăng trưởng. Như vậy gọi là tướng tinh tấn. Tinh tấn nên có thể giúp thành hết thảy thiện pháp, ví như lửa được gió giúp, ngọn mới cháy bừng. Lại như người dũng điện ở thế gian có thể vượt núi qua biển, đạo pháp tinh tấn, cho đến Phật đạo còn được, huống chi việc khác. Chúng sanh nghe như vậy rồi đều an lạc tinh tấn ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát thấy người chưa phát Bồ Đề Tâm, tán thán pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác là pháp tối đệ nhất trong hết thảy pháp, rất là tôn quý, hay lợi ích tất cả, làm cho ngộ được thật tướng không hư dối của các pháp, có đại từ bi đủ nhất thiết trí, tướng thân kim sắc đệ nhất vi diệu, 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, vô lượng ánh sáng, vô lượng giới định tuệ, giải thoát tri kiến, ba đạt minh, vô ngại giải thoát. Đối với hết thảy pháp, được như vậy thì rất là tối thượng giữa hết thảy chúng sanh, đáng lãnh thọ sự cúng dường của hết thảy thế gian. Nếu người chỉ chuyên tâm niệm Phật, còn được vô lượng vô tận phước đức, huống chi tinh tấn, bố thí, trì giới, cúng dường, hầu hạ, lễ bái. Bồ Tát nói với chúng sanh rằng, Phật sự như vậy, người nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, riêng tu tinh tấn thực hành được pháp như vậy không khó. Chúng sanh nghe rồi liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng không thể chỉ phát tâm suông mà được, nên thực hành bố thí ba la mật, tiếp thực hành trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, thực hành năm ba la mật ấy là tinh tấn ba la mật. Nếu không phát tâm đại thừa thì dạy tu đạo Bích Chi Phật, nếu không tu Bích Chi Phật thì dạy tu đạo Thanh Văn, nếu không tu đạo Thanh Văn thì dạy lìa sắc, tu định vô sắc, tịch diệt an lạc, nếu không tu định vô sắc thì dạy khiến lìa dục, hướng theo các thứ vui thiền định ở cõi vô sắc, nếu không tu thiền thì dạy khiến tu 10 thiện nghiệp đạo, hưởng thụ thứ vui cõi người cõi trời, chớ giải đãi, luống chẳng được gì, nghèo cùng hà tiện, chịu đủ cần khổ, thật rất đáng lo. Giải đãi là đều rất tệ ác, phá hoại đạo lành, ích lợi đời này đời sau. Chúng sanh nghe rồi nhóm các thiện pháp, siêng tu tinh tấn, an lập thiền ba la mật. Bồ Tát ở trước chúng sanh tán thán cái vui thiền định thanh tịnh là cái vui bên trong, vui tự tại, vui lìa tội lỗi, vui đời này đời sau, vui các bậc thánh, vui của Phạm Thiên Vương, vui thọ khắp thân, vui thâm hậu vi diệu. Chúng sanh, các ngươi sao cứ đắm theo cái vui ngũ dục bất tịnh, cùng thọ cái vui tội cấu đồng với súc sanh mà bỏ cái vui vi diệu này. Nếu ngươi bỏ cái vui nhỏ, thời được cái vui lớn. Ngươi không thấy kẻ nông phu bỏ hạt giống nhỏ, sao thu hoạch quả lớn, như người hiến cho vui vật nhỏ mà được thưởng lớn, như chút mồi nhỏ đầu lưỡi câu mà được cá to, bỏ đi rất ít mà được rất nhiều. Người trí cũng như vậy, hay bỏ cái vui thế gian, được khoái lạc của thiền định thâm sâu, được cái vui này rồi trở lại xem cái vui ngũ dục rất là bất tịnh, như tử ngục ra khỏi, như bệnh được chữa lành, không còn tìm thuốc. Lại nữa, thiền định là cửa ban đầu của thật trí, làm cho trí tuệ đứng lặng, có thể soi chiếu các pháp như đèn trong nhà kín, ánh sáng nó đắc dụng. Nếu tu thiền định, thời bốn tâm vô lượng, tám bội xả, tám thắng xứ, năm thần thông, bốn biện tài, các công đức thậm thâm đều được đầy đủ, có thể làm cho ngói đá biến thành ngọc như ý, huống chi các việc khác. Tùy ý muốn làm, không điều chi không làm được, vào đất như nước, đi trên nước như đất, tay cầm mặt trời mặt trăng, thân không cháy, lạnh, hóa làm thân các cầm thú mà không chịu chuyện cầm thú. Hoặc có khi biến thân để khắp hư không, hoặc có khi thân như vi trần, hoặc nhẹ như lông hồng, hoặc nặng như núi Thái, hoặc có khi lấy ngón chân ấn xuống đất, trời đất rung động mạnh như rung cỏ lá. Năng lực thần thông biến hóa như vậy đều từ thiền định mà có được. Chúng sanh nghe rồi an lập nơi thiền ba la mật, an lập bát nhã ba la mật. Bồ Tát dạy chúng sanh nên học trí tuệ,
Trí tuệ là sáng suốt, thứ nhất gọi là mắt tuệ. Nếu không mắt tuệ, tuy có mắt thì vẫn là đuôi, tuy có mắt mà không khác súc sanh. Nếu có trí tuệ, tự phân biệt được tốt xấu, không theo lời người khác. Nếu không trí tuệ, theo người dắt đông dắt tây, như trâu lạc đà bị sâu mũi đi theo người. Trí tuệ trên hết thảy pháp hữu vi, được bậc thánh nhân ái, vì hai phá pháp hữu vi. Như trong kinh nói, trong các thứ báu, trí tuệ báu hơn hết, trong hết thảy đồ sắc bén, đao trí tuệ sắc bén hơn hết. Ở đỉnh núi trí tuệ không còn lo sợ, xem các chúng sanh khổ não đều thấy tất cả. Lưỡi do trí tuệ hay cắt đứt sợi xích phiền não, sanh tử vô thỉ. Năng lực trí tuệ còn làm cho đầy đủ 6 ba la mật được vô lượng Phật đạo, không thể nghĩ bàn, thành nhất thiết trí, huống chi thanh văn, bích chi Phật và các việc tốt thế gian. Trí tuệ ấy tăng trưởng thanh tịnh, không thể bị trở hoại, ấy gọi là ba la mật. Chúng sanh nghe rồi an trú trong bát nhã ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát hoặc có khi không dùng miệng dạy, hoặc hiện thần thông ánh sáng làm cho chúng sanh an trú trong 6 ba la mật, hoặc hiện các cảnh duyên khác, cho đến trong mộng làm nhân duyên khiến chúng sanh giác ngộ mà an trú trong 6 ba la mật. Thế nên kinh nói, muốn làm cho chúng sanh an trú trong 6 ba la mật, hãy học bát nhã ba la mật. Kinh, muốn gieo một thiện căn nơi Phật phước điển, cho đến khi chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không tận, nên học bát nhã ba la mật. Luận, thiện căn, ba thiện căn là thiện căn không tham, thiện căn không giận, thiện căn không ngu si. Hết thảy pháp lành đều từ ba thiện căn phát sanh và tăng trưởng, như cây thuốc, cây cỏ, nhờ có gốc mà được sanh thành, tăng trưởng, vì vậy gọi là các thiện căn. Nên nói thiện căn là đồ cúng dường làm nhân duyên cho thiện căn, là hoa hương đèn sáng, và pháp cúng dường là trì giới tụng kinh. Đây là trong nhân nói quả. Vì sao? Vì hoa hương không nhất định, khi lấy hy thiện căn hoa hương cúng dường gọi là thiện căn. Bố thí chẳng phải tức là phước, bố thí chỉ phá san tham, mở cửa thiện pháp, thiện căn gọi là phước. Như kim dẫn chỉ may áo, may chẳng phải là kim. Một là hoặc hoa, hoặc hương, hoặc đèn sáng, hoặc lễ kính, hoặc tụng kinh, hoặc trì giới, hoặc thiền định, hoặc trí tuệ. Mỗi mỗi cúng dường và pháp cúng dường gieo vào Phật phước điển. Phật phước điển 10 phương 3 đời chư Phật, hoặc Phật ở đời, hoặc hình tượng, hoặc xá lợi, hoặc chỉ niệm Phật, gieo là duyên tâm bám chắc. Hỏi, kinh nói các thứ phước điển, cớ sao chỉ nói gieo vào Phật phước điển? Đáp, tuy có các thứ phước điển, Phật phước điển hơn hết, vì đầy đủ vô lượng Phật pháp như 10 lực, 4 vô úy, 18 pháp không chung, vì vậy chỉ nói gieo vào Phật phước điển. Pháp bảo tuy là thầy của Phật, nhưng nếu Phật không thuyết, thời pháp thành vô dụng. Như tuy có thuốc hay, nếu không có lương y, thời thuốc thành vô dụng. Vì vậy pháp bảo tuy trên mà trước phải nói đến Phật bảo, huống chi tăng bảo. Lại nữa, Phật phước điển có thể thu được vô lượng quả báo, ngoài ra các phước khác tuy nói vô lượng mà có kém thua. Vì vậy Phật phước điển là bậc nhất không tận, chưa phải thành tựu công đức vô tận nên gieo vào Phật phước điển, phước cũng không cùng tận. Lại nữa, công đức của Phật vô lượng vô biên vô số vô đẳng, nên người gieo phước được phước cũng không cùng tận. Lại nữa, lúc Phật còn làm Bồ Tát duyên hết thảy chúng sanh, như chúng sanh vô lượng vô biên thì phước cũng không cùng tận. Lại nữa, phải phước điển thanh tịnh, nhổ sạch cỏ uế phiền não tham ái, tịnh giới là đất bằng, đại từ bi là tươi tốt, trừ đất muối tả ác, 37 đạo phẩm làm ngòi cảnh, 10 lực 4 vô úy, 4 vô ngại trí làm tường vách, hay xuất sanh quả báo niết bàn của ba thừa, gieo giống vào ruộng vô thượng vô tỷ ấy được phước vô tận. Hỏi, hết thảy pháp hữu vi là tướng vô thường, đều trở về tận diệt, phước từ nhân duyên sanh làm sao được bất tận? Đáp, cũng không nói thường bất tận, tự nói cho đến khi chứng đắc Phật ở trung gian bất tận. Lại nữa, hết thảy pháp hữu vi tuy niệm niệm sanh diệt, nhưng tương tục không đoạn, quả báo không mất, nên nói là bất tận. Ví như đốt đèn, tuy ngọn lửa sanh diệt mà không gọi là diệt, tuy dầu hết tim lụn mới gọi là diệt. Khi dầu hết tim lụn mới gọi là diệt, phước điển cũng như vậy, do thâm tâm gieo vào ruộng tốt, cho đến khi pháp tận mà phước điển cũng không tận. Lại nữa, Bồ Tát biết thật tướng các pháp như niết bàn bất tận, phước đức đưa vào thật tướng các pháp nên cũng không tận. Hỏi, nếu như vậy niết bàn bất tận, phước đức cũng lẽ phải thường bất tận, cớ sao nói cho đến khi thành Phật ở khoảng trung gian bất tận? Đáp, phước ấy do lực trí tuệ làm cho công đức ấy như niết bàn chỗ giáo không, bất sanh bất diệt, vì vậy nên ví như niết bàn chứ chẳng phải niết bàn.
Nếu là Niết Bàn thì không thể làm ví dụ. Nếu là Niết Bàn, cớ sao quả báo thành Phật mà phước không tận? Ví như ba cửa giải thoát là không vô tướng vô tác, như tướng rốt ráo không giải thoát là không giải thoát môn, thời quán thế gian cũng là rốt ráo không. Như tướng vô tướng giải thoát là vô tướng giải thoát môn, thời quán thế gian cũng là tướng vô tướng. Như tướng vô tác giải thoát là vô tác giải thoát môn, thời quán thế gian cũng là tướng vô tác. Vì vậy nên nói, muốn ra một thiện căn nơi phải phước điển, cho đến khi chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác mà phước ấy không tận, nên học Bát Nhã Ba La Mật kinh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được mười phương chư Phật xưng tán tên mình, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: Bồ Tát, nếu quán các pháp rốt ráo không, bên trong không có ta tôi đã phá kiêu mạn, cớ sao còn muốn được chư Phật xưng tán tên mình? Lại Bồ Tát, theo pháp phải cúng dường chư Phật, cớ sao lại cầu chư Phật cúng dường mình? Đáp: Phật pháp có hai môn, một môn đệ nhất nghĩa, hai môn thế tục pháp. Theo môn thế tục nên muốn được chư Phật tán thán, tuy được chư Phật tán thán mà không thấy ta tôi chấp thủ tướng chúng sanh, vì theo giả danh của thế gian nên nói. Ông hỏi: Cớ sao trở lại cầu Phật cúng dường mình? Như phẩm sau nói Phật tán thán, Bồ Tát được bất thối chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay Bồ Tát ấy muốn được biết chắc chắn mình đã được bất thối chuyển chăng? Vì vậy cầu Phật tán thán chứ chẳng phải cầu cúng dường. Lại nữa, các người, các chúng sanh khác bị tham dục sân nhuế mưu si tra tâm nên không thể nghĩ thật tán thán. Vì nếu có thiên ái thì không thấy thật lỗi, chỉ thấy công đức kia. Nếu có thiên giận, thời chỉ thấy lỗi, không thấy công đức kia. Nếu mưu si nhiều, thời không thể như thật thấy tốt xấu. Chư thiên và người đời tuy có trí tuệ, ba độc có mỏ cũng không thể như thật tán thán, vì còn sai lầm, vì không có nhất thiết trí và kiết sử chưa hết. Thanh văn đức chi Phật, ba độc tuy hết, cũng không thể như thật tán thán, vì còn tập khí thừa chưa hết. Và lại vì trí tuệ không đầy đủ, chỉ một mình Phật cả ba độc và tập khí hết vĩnh viễn, thành tựu nhất thế trí, nên có thể như thật tán thán không thêm không bớt. Vì vậy hành giả muốn được chư Phật tán thán, để biết thực đức của mình, nên không cầu người khác tán thán. Hỏi: Chư Phật ra khỏi ba cõi, cầu nhiễm trước thế gian, không có ngã và ngã sở, xem ngoại đạo ác nhân, đại Bồ Tát, A-la-hán, bình đẳng không sai khác, cớ sao chỉ tán thán Bồ Tát? Đáp: Phật, tuy không có ta, tôi không có ghét thương, đối hết thảy pháp tâm không nhiễm trước, thương xót chúng sanh, vì lấy tâm đại từ bi dẫn dắt hết thảy, nên phân biệt người lành mà có sự tán thán, và cũng muốn phá hoại sở nguyện của ác ma, vì Phật tán thán, nên vô lượng chúng sanh ưa thích Bồ Tát, mà cung kính cúng dường, sao đều được thành tựu Phật đạo. Vì vậy nên chư Phật tán thán Bồ Tát. Hỏi: Tán thán như thế nào? Đáp: Như Phật thuyết pháp ở giữa đại chúng, Ngài muốn khiến chúng sanh vào pháp thập thâm nên tán thán Bồ Tát. Như tán thán Bồ Tát Tát Đà Ba Luân Thường Đà Bồ Tát. Lại nữa, Phật tán thán Bồ Tát rằng: Bồ Tát ấy hay quán các pháp rốt ráo không, cũng có tâm đại từ bi đối với chúng sanh, hay thực hành sanh nhẫn nên cũng không thấy tướng chúng sanh, tuy thực hành pháp nhẫn mà không sanh chấp trước, đối hết thảy pháp, tuy xét việc kiếp trước mà không rơi vào tà kiến, tuy xem thấy chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không rơi vào biên kiến, tuy biết niết bàn là vô thượng thật pháp, cũng không khởi thiện nghiệp về thân khẩu ý, tuy đi trong sanh tử mà tâm vui niết bàn, tuy trụ ba cửa giải thoát hướng nhìn niết bàn cũng không dứt bản nguyện và thiện hành. Các công đức kỳ đặc như vậy rất là khó có. Lại nữa, nếu Bồ Tát chưa được vô sanh nhẫn, chưa được năm thần thông, ngay nơi nhục thân sanh tử có tâm đại từ bi, hay vì chúng sanh nên có thể thí cho tất cả những gì trong ngoài đáng quý đáng tiếc. Ngoài là vợ con yêu quý, năng dục thượng diệu, ngọc như ý, diệu bảo tối thượng, quốc độ an ổn, trong là thân thể, da thịt, xương máu, đầu mắt tủy, não, tai mũi, tay chân, bố thí như vậy rất là khó có. Cho nên chư Phật tán thán đức ấy, nếu Bồ Tát đã vào pháp vị được thần thông mà thực hành khổ hạnh thì không là khó. Nhưng vì Bồ Tát ấy còn sanh thân mắt thịt mà trí nguyện rộng lớn, có tâm đại bi đưa vui Phật đạo, làm việc như vậy rất là hy hữu. Lại nữa, nếu Bồ Tát trì giới thanh tịnh đầy đủ, không phân biệt trì giới phá giới, đối hết thảy pháp rốt ráo bất sanh, thưởng nhẫn không phát, tinh tấn không thối nghỉ, không đắm không chán, tinh tấn và giải đãi một tướng không khác, vô lượng vô biên vô số kiếp, xin tu tinh tấn để muốn lãnh thọ thực hành thiền định thập thâm, không nương dựa định và loạn không khác,
không rời khỏi định mà có thể biến hóa thân vô lượng, cùng các mười phương thuyết pháp độ người, thực hành trí tuệ sâu xa, quán hết thảy không sanh không diệt, chẳng phải không sanh, chẳng phải không diệt, cũng chẳng phải không sanh, cũng chẳng phải không diệt, chẳng chẳng phải không sanh, chẳng chẳng phải không diệt. Vượt qua các ngôn ngữ, chỗ tâm đi dứt bật, không thể hoại, không thể phá, không thể thọ nhận, không thể chấp trước, chỗ chư thánh đi sạch như niết bàn, cũng không chấp trước sự quan sát ấy, ý cũng không mất, hay lấy trí tuệ tự làm lợi ích. Các Bồ Tát như vậy được chư Phật tán thán. Lại nữa, Bồ Tát chưa được thọ ký, chưa được vô sanh pháp nhẫn, sanh ra không gặp Phật, không được thấy hiện thánh, do chánh tư duy nên hay quán thật tướng các pháp, tuy quán thật tướng tâm cũng không dính mắc. Bồ Tát như vậy được mười phương chư Phật đều tán thán. Lại nữa, Bồ Tát nghe Phật pháp thậm thâm vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, tuy tự chưa chứng được trí tuệ chưa kịp mà có thể định tâm tin vui, không sanh nghi ngờ hối hận. Nếu ma giả làm Phật đi đến ngụy nói ý nó, tâm cũng không thêm bớt. Bồ Tát như vậy để chư Phật tán thán. Lại nữa, có các Bồ Tát phát tâm cũng trong một lúc, trong đó có vị mau thành Phật, thầy Phật tán thán vì có sức tinh tấn lớn, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng các Bồ Tát Di Lặc đồng thời phát tâm, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do sức tinh tấn nên vượt qua chín kiếp. Lại nữa, hoặc có Bồ Tát đầy đủ Bồ Tát sự là 10 địa 6 ba la mật, 10 lực 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 pháp không chung và vô lượng Phật pháp thanh tịnh, nhưng vì rộng độ chúng sanh nên ở lâu trong sanh tử, không thủ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát như vậy chư Phật tán thán, đó là ai? Là như Văn Thù Sư Lợi, Tỳ Ma La Cật, Duy Ma Cật, Quán Thế Âm Đại Thế Chí, Biến Cát Bồ Tát, là thượng thủ của các Bồ Tát đã ra khỏi ba cõi, biến hóa vô số thân, vào trong sanh tử, giáo hóa chúng sanh, các việc hy hữu như vậy, đều từ Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm sanh ra. Vì vậy nên nói, muốn được chư Phật tán thán tên mình nên học Bát Nhã Ba La Mật. Kinh, lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát, muốn một lần khởi ý là đến được mười phương thế giới số như hằng hà xa, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận, Bồ Tát được năng lực thân thần thông biến hóa làm mười phương hằng hà xa thân, một lúc đi đến mười phương hằng hà xa thế giới. Hỏi, như kinh nói, trong khoảng bốn ngón tay có 60 niệm, nếu trong một niệm đi đến hằng hà xa thế giới ở một phương, còn không thể tin được, huống gì đi đến hằng hà xa thế giới ở mười phương, thời gian ít mà chỗ đi đến nhiều. Đáp, kinh nói, năm việc không thể nghĩ bàn, đó là chúng sanh nhiều ít, nghiệp quả báo, năng lực người tọa thiền, năng lực các rồng, năng lực chư Phật. Trong năm việc không thể nghĩ bàn ấy, năng lực Phật là rất không thể nghĩ bàn. Bồ Tát vào thiền định phát sanh thần thông không thể nghĩ bàn, nên trong một niệm đến được thế giới chư Phật trong mười phương. Như nói trong bốn loại thần thông, chỉ Phật và Bồ Tát có thần thông chóng đi khắp như ý muốn. Như con của chim kim sĩ, kim sĩ mới từ vỏ trứng ra mà đi từ một núi tu di đến một núi tu di, các Bồ Tát cũng như vậy, nhờ lực vô sanh nhẫn phá vỏ trứng vô minh phiền não, tức thì trong một niệm hóa ra vô lượng thân khắp đến mười phương. Lại nữa, Bồ Tát đã tiêu diệt hết tội chướng trong vô lượng đời, nhờ lực trí tuệ nên chuyển được hết thảy pháp, nhỏ chuyển làm lớn, lớn chuyển làm nhỏ, lấy ngàn vạn kiếp làm một ngày, lại đấy một ngày làm ngàn vạn kiếp. Bồ Tát ấy là chủ thế gian, ưa muốn tự tại thì có nguyện gì mà không thành được. Như kinh Tỳ Ma La Cật nói, lấy bảy đêm làm một kiếp sống, do nhân duyên ấy Bồ Tát nương lực thần thông có thể chóng vượt qua mười phương thế giới. Hỏi, trong năm việc không thể nghĩ bàn nói trước đó không có Bồ Tát, sao nên nói Bồ Tát không thể nghĩ bàn? Đáp, hoặc có khi trong nhân nói quả, như nói ngày ăn trăm lượng vàng, vàng không thể ăn, nhân vàng được ăn, nên nói ăn vàng, ấy là trong nhân nói quả. Hoặc có khi trong quả nói nhân, như thấy bức vẽ đẹp, nói là khéo tay, ấy là thấy trong quả nói nhân. Các Bồ Tát cũng như vậy, Bồ Tát là nhân, Phật là quả. Nếu nói Phật là không thể ghi bàn, nên biết là đã nói Bồ Tát. Vì vậy nên nói, muốn một lần khởi ý, đã đến được mười phương hằng hà xa thế giới, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Kinh, lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn phát ra một âm khiến cho mười phương hằng hà xa thế giới đều nghe tiếng, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận, Bồ Tát được sáu thần thông tăng trưởng tướng phạm âm, vượt qua ba ngàn đại thiên thế giới đến mười phương hằng hà xa thế giới. Hỏi, nếu như vậy thầy có khác gì với âm thanh của Phật?
Đáp, âm thanh của Bồ Tát có số hạng trong hằng hà sa thế giới, còn âm thanh Phật đi xa không có hạng số. Như trong kinh Phật Tích nói, Mục Liên muốn được âm thanh của Phật đi đến tận phương Tây, vẫn nghe âm thanh Phật như đối trước mặt. Hỏi, nếu như vậy, Phật thường ở tại quốc độ xóm làng, thuyết pháp giáo hóa, nhưng mà người ở trong cõi Diêm Phù Đề, không đến bên Phật thời không nghe được. Sao biết thế? Vì có nhiều người từ phương xa đi đến muốn nghe Phật thuyết pháp. Đáp, âm thanh Phật có hai thứ, một âm thanh mật, hai âm thanh không mật. Âm thanh mật trước đã nói, âm thanh không mật thời đến bên Phật mới nghe. Cũng có hai hạng đệ tử, một xuất thế thánh nhân, hai thế gian phàm phu. Xuất thế thánh nhân như Mục Kiền Liên nghe được âm thanh vi mật, còn người phàm phu theo chỗ nó đến gần mới nghe. Lại nữa, trừ Bồ Tát được vào chánh vị, lìa thân sanh tử, được chân thân pháp tánh, thấy được vô lượng thân Phật mười phương và ánh sáng chiếu khắp, cũng nghe được 60 thứ âm thanh cực xa vô lượng của chư Phật. Các đại Bồ Tát tuy chưa đầy đủ âm thanh như vậy, nhưng đối âm thanh của Phật cũng được một phần. Âm thanh của Phật Bồ Tát có ba thứ. Một, do đời trước gieo âm thanh lành, nên trong cổ họng có được tứ đại vi diệu, phát ra các thứ âm thanh diệu hào xa gần, một giọng, hai giọng, ba giọng, 10 giọng, 100.000 giọng, cho đến âm thanh lan khắp 3.000 đại thiên thế giới. Hai là do lực thần thông mà tứ đại trong cổ họng phát ra tiếng lan khắp 3.000 đại thiên thế giới và 10 phương hằng hà xa thế giới. Ba là âm thanh Phật thường lan khắp 10 phương hư không. Hỏi, nếu âm thanh Phật thường lan khắp, sao nay chúng sanh không được thường nghe? Đáp, chúng sanh vô lượng kiếp lại đây vì nghiệp đã gây che lấp nên không được nghe. Ví như sấm chớp giông bão mà người điếc không nghe, tiếng sấm không giảm, Phật cũng như vậy. Thường vì chúng sanh thuyết pháp như rồng rung tiếng sấm lớn, mà chúng sanh vì tội nghiệp tự không nghe được. Như này người tinh tấn chỉ giới, trong lúc niệm Phật Tam Muội tâm đắc định, không bị tội chướng ngại, thì liền được thấy Phật, nghe Phật thuyết pháp âm thanh rõ ràng. Bồ Tát đối với ba thứ âm thanh ấy, muốn được hai thứ âm thanh ấy rất khó, hy hữu, còn những âm thanh của nghiệp quả thì tự nhiên có được. Vì vậy nên nói, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn dùng một âm thanh khiến cho người phương hằng hà xa thế giới nghe tiếng, nên học Bát Nhã Ba La Mật kinh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn làm cho thế giới chư Phật không dứt, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận, Phật thế giới không dứt là Bồ Tát làm cho mỗi nước kế tiếp nhau đều khiến chúng sanh phát tâm làm Phật. Hỏi, nói như kế tiếp nhau là mỗi nước trước sau kế tiếp hay là 10 phương thế giới kế tiếp? Nếu mỗi một nước kế tiếp nhau thì tâm đại bi là trùm khắp hết thảy chúng sanh, cớ sao không trùm đến nước khác? Còn nếu 10 phương thế giới kế tiếp nhau thời các Phật Bồ Tát khác có lợi ích gì? Đáp, tâm nguyện Bồ Tát muốn khiến hết thảy thế giới đều làm Phật, đại tâm rộng xa không bị giới hạn, lấy tâm chứa nhóm các trí tuệ và vô lượng phước đức thần thông lực, lại nhiều từ chúng sanh gieo nhân duyên làm Phật Bồ Tát đều khiến làm. Nếu hết thảy thế giới đều gieo nhân duyên làm Phật, thảy các Phật Bồ Tát khác chẳng phải có ích, nhưng việc ấy không đúng. Lại, 10 phương thế giới vô lượng vô biên, không lẽ một thế giới được biến khắp hết các thế giới, khiến Phật chủng không dứt mà các Bồ Tát khác tùy theo nhân duyên đều có phần trong đó? Vì tâm đại bi rộng lớn nên nguyện cũng vô lượng, tâm lợi ích không có giới hạn, chủng loại chúng sanh vô lượng, nên chẳng phải một Phật, một Bồ Tát có thể độ hết được. Hỏi, nếu việc không xứng tâm cớ gì lại phát nguyện? Đáp, vì muốn khiến tâm nguyện rộng lớn thanh tịnh, như tu từ Tam Muội, tuy không thể khiến chúng sanh lìa khổ, chỉ tự muốn làm cho tâm rộng lớn thanh tịnh thành tựu nguyện lợi ích như lực của chư Phật Đại Bồ Tát đều có thể độ thoát hết thảy như chúng sanh phước duyên chưa nhóm, chưa có chính tuệ, nhân duyên chưa tụ hội nên không được độ, như nước biển cả hết thảy chúng sanh lấy dùng mà nước không khô kiệt chỉ vì chúng sanh không thể được dùng, như chúng sanh ngạ quỷ do tội mình nên không được thấy nước, giả sử được thấy nước liền khô kiệt hoặc biến thành nước đồng sôi hoặc thành máu mủ. Phật cũng như vậy, có đại từ bi trí tuệ vô lượng vô biên, có thể làm đầy đủ cho chúng sanh, nhưng chúng sanh vì tội nghiệp nên không gặp Phật. Giả sử được gặp Phật thì cũng giống như người khác, hoặc sanh sân nhuế hoặc nổi lên phỉ báng, vì nhân duyên ấy nên không thấy được oai tướng thần lực của Phật, tuy được gặp Phật mà không có lợi ích. Lại nữa, hai nhân hai duyên phát sanh chánh kiến, đó là nội nhân ngoại duyên,
Phật là nhân duyên bên ngoài đầy đủ, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, vô lượng ánh sáng trang nghiêm Phật, các thứ thần lực, các thứ âm thanh, tùy ý thuyết pháp, dứt mọi nghi lầm. Chỉ vì chúng sanh nhân duyên bên trong không đầy đủ, trước không gieo thiện căn thế Phật, không tin kính, không tinh tấn trì giới, độn căn sâu dày, đắm vào cái vui thế gian, vì vậy nên không có lợi ích chứ không phản lỗi tại Phật. Phật hóa độ chúng sanh, thần khí lợi dụng thảy đều đầy đủ, ví như mặt trời mọc, có mắt thời thấy, mắt mù không thấy. Giả sử có mắt mà không có mặt trời, thời không thấy chi? Thế nên mặt trời không có lỗi, Phật cũng như vậy. Hỏi: thế nào là nhân duyên khiến Phật thế giới không dứt? Đáp: Bồ Tát đối với chúng sanh dùng các cách tán thán Phật đạo, khiến chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, dần dần hành sáu ba la mật. Vậy sao mỗi mỗi làm Phật ở các thế giới? Nếu nơi mỗi nước kế tiếp làm Phật, hoặc ở nước khác mỗi tự làm Phật, ấy gọi là không dứt nước Phật. Lại nữa, Bồ Tát trong nhóm trí tuệ đầy đủ làm Phật đồ vô lượng chúng sanh, khi sắp vào niết bàn, thọ ký Bồ Tát rằng: sau khi ta diệt độ, ngươi kế tiếp làm Phật, chuyển chuyển đều như vậy, khiến công đoạn tuyệt. Nếu Phật không thọ ký Bồ Tát, thời Phật quốc bị đoạn. Ví như vua lập thái tử, chuyển chuyển như vậy, quốc độ không dứt. Hỏi: cớ sao quý trọng thế giới có Phật, mà khinh hèn quốc độ không có Phật? Đáp: việc ấy không nên hỏi. Phật là vị chủ trang nghiêm mười phương thế giới, huống chi một quốc độ. Nếu lìa quốc độ có Phật, thời tùy hưởng cái vui cõi người cõi trời, mà không biết là do ơn Phật gây nên, thời không khác gì súc sanh. Nếu các đức Phật không ra đời, thời không có con đường đến tam thừa niết bàn, thường nhốt trong ngục ba cõi, vĩnh viễn không ngày ra khỏi. Nếu đời có Phật, thời chúng sanh được ra khỏi lao ngục ba cõi. Ví như giữa hai quốc độ, một nơi không có mặt trời, trong đó chúng sanh từ tối tăm sanh ra, từ tối tăm chết đi. Nếu lúc có Phật ra đời, có ánh sáng dần soi, mỗi mỗi trông thấy nhau, cho đến thấy các chúng sanh được ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu đến, mà biết kia là đại phước, còn chúng ta có tội. Như vậy, hoặc có khi Phật lấy ánh sáng chiếu khắp các Phật quốc, chúng sanh ở nước không có Phật, thấy ánh sáng của Phật chiếu đến thì rất hoan hỉ, nghĩ rằng chúng ta đây tối tăm, còn nơi kia sáng suốt. Lại nữa, quốc độ có Phật thì chúng sanh biết có tội phước, có người thọ tam quy ngũ giới, ba quan trai giới và xuất gia năm chúng, có các thứ thiện pháp như thiền định, trí tuệ sâu xa, có bốn quả sa môn, hữu dư niết bàn. Vì nhân duyên ấy nên Phật quốc là quý. Nếu chúng sanh ở quốc độ có Phật, tuy không thấy Phật mà gặp được kinh pháp, tu thiện trì giới, bố thí lễ kính, gieo nhân duyên niết bàn, cho đến súc sanh cũng có thể gieo nhân duyên phước đức. Nếu quốc độ không có Phật thì cho đến trời người cũng không thể làm thiện. Vì vậy nên Bồ Tát phát nguyện muốn khiến Phật quốc không dứt. Hết cuốn 30 theo bản Hán.